Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong số 63 bí thư tỉnh ủy, thành ủy hiện nay có nhiều gương mặt trẻ, có người tuổi đời chỉ mới 45. Tại sao tuổi trẻ mà họ lại có chức vụ cao như vậy? Xuất thân gia thế của họ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1979, quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vào đảng ngày 27 tháng 12 năm 2001. Trình độ học vấn 12/12, trình độ chuyên môn cử nhân ngân hàng và thị trường tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị tài chính, tiến sĩ quản lý kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Từ năm 1997 đến năm 2001, ông là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bí thư chi đoàn B1K39, bí thư chi đoàn ngân hàng 39C, ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn ngân hàng tài chính. Từ năm 2001 đến năm 2003, ông là học viên chương trình cao học về quản trị tài chính. Từ năm 2002 đến năm 2004, ông là cán bộ phòng quản lý khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 2004 đến năm 2007, ông là cán bộ phòng quản lý khoa học, giảng viên khoa ngân hàng tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban chuyên môn đoàn trường trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau nhiều năm công tác qua nhiều lĩnh vực và giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong Trung ương đoàn và trong đảng, thì sáng ngày 23 tháng 7 năm 2022, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định số 576/QĐ-STVK của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai đã trao quyết định điều động của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Tại thời điểm điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trẻ nhất cả nước. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh. 2. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong. Ông Lê Quốc Phong, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1978, quê quán ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 9 năm 1995, ông là Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 11 năm 1999, ông là Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 12 năm 2004, Bí thư đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm công tác qua nhiều lĩnh vực và giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong Trung ương đoàn và trong đảng, thì ngày 11 tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất toàn quốc. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Đồng Tháp, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. 3. Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long. Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12 tháng 3 năm 1976, quê quán ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Giáo dục. Giáo dục phổ thông 12/12. Kỹ sư vận tải, kinh tế đường sắt, trường Đại học Giao thông Vận tải. Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cao cấp lý luận chính trị. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 năm 1998. Từ năm 1994 đến năm 1998, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Phó Bí thư chi đoàn, Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường. Ngày 16 tháng 1 năm 2018, ông được Ban Bí thư phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Ngày 16 tháng 10 năm 2020,
ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa 20. Ngày 6 tháng 12 năm 2020, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2022, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thay cho ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Ông hiện là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa 20, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 10, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 4. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19 tháng 4 năm 1976, quê quán tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thái Thanh Quý có bằng thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 2 năm 2002, 26 tuổi, Thái Thanh Quý gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó, vào ngày 20 tháng 2 năm 2003. Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 9 năm 2006, Thái Thanh Quý là bí thư đoàn khối cơ quan tỉnh Nghệ An. Sau nhiều năm công tác qua nhiều lĩnh vực và giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong Trung ương đoàn và trong đảng, thì sáng ngày 1 tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 7, bất thường, của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18, Thái Thanh Quý được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 20 tháng 1 năm 2020, ông được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. 5. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng. Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4 tháng 10 năm 1975 tại Hà Nội. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Waseda, Nhật Bản. Ông từng học Đại học Ngoại thương khóa 31, Đại học Luật và Đại học Ngoại ngữ. Ông là con rể của nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ. Ông từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Vũ Đại Thắng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 2014-2018, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch, Đầu tư. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.